quốc cơ quốc nghiệp. Đã đi show rồi, đi show rồi, nếu chống show cũng mời về đây rồi. Đi show có mời nhưng mà tại vì kẹt show, nhưng mời. Ngày hôm nay cũng những màn trình diễn vô cùng đầy mạnh mẽ và sức mạnh đó, chúng ta sẽ cùng đến với nghệ sĩ xiếc Thế Vũ với màn trình diễn sức mạnh đôi tay. Xin mời anh, xin mời anh. Giao lưu ạ. Giao lưu diễn viên. Dạ, ban giám khảo có nhận xét về thí sinh này không ạ? Ban giám khảo đang hội ý để mà thôi mình giao lưu ngắn với thí sinh ấy lâu với diễn viên xiếc. Nghệ sĩ xiếc anh. Nghệ sĩ xiếc Thế Vũ. Yes. Anh Vũ ơi, cho em hỏi là chắc chắn cũng như là tất cả những đại biểu cũng như là các bạn khán giả ở đây cũng đang muốn biết rằng anh tập luyện bộ môn này được bao nhiêu thời gian rồi? Lời tiên xin cho phép Thế Vũ xin được kính chào tất cả các mọi người, các khán giả đang có mặt tại trường cao đẳng Lý Tế Trọng ngày hôm nay ạ.
Dạ thì em đã tập luyện bộ môn này được 5 năm rồi. Trời, tập 5 năm mà khỏe vậy hả? Dạ, do em có nền tảng là tập thể thao từ lúc 4 tuổi. Wow, dạ. 4 tuổi là mình chơi môn gì để biết mốt cho con cái đầu tư coi. 4 tuổi mình chơi môn gì? Dạ, vào năm 4 tuổi thì em theo môn bơi lội chuyên nghiệp. Hèn chi 4 tuổi tại chơi nhảy dây, bởi tay yếu. Rồi, tiếp theo 5 tuổi mình chơi gì? Dạ, sau đó em chuyển qua môn võ karate. Hèn chi, này có chơi banh lông mà bởi vậy. Rồi, 6 tuổi mình chơi gì? Dạ, sau đó thì em tập karate cho đến năm 8 tuổi. Wow. Dạ, năm đến năm 8 tuổi thì em tập sang võ vô Việt Nam. Trời ơi, chơi mấy môn mạnh không á, toàn là võ thuật. Dạ, rồi sau đó em cũng lên năm 14 tuổi thì em chuyển qua môn yo-yo nghệ thuật. Môn yo-yo nghệ thuật thì cũng có một bạn thi. Ôi, sao biết nhiều quá ha, biết karate, biết võ, biết yo-yo, rồi bây giờ cái môn sức mạnh cái đôi tay này nữa. Rồi đến năm 16 tuổi thì em mới bắt đầu theo đuổi bộ môn sức mạnh đôi tay này. Wow, 16 tuổi, vậy là biết nhiều. Nhưng mà chọn, cuối cùng là chọn cái bộ môn này để mà đeo đuổi và trình diễn đúng không? Dạ đúng rồi. À, nhưng mà mỗi ngày mình thời gian tập của mình như thế nào? Tập buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tập bao lâu? Dạ thì thật ra thì em vẫn đang là sinh viên của trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh, khoa ngôn ngữ Anh. Nên là em vừa phải đi làm thêm là em vừa phải làm giáo viên tiếng Anh. Ồ, giỏi vậy. Rồi em vừa là huấn luyện viên yoga. Trời em ơi, vừa nhiều đi học rồi em vừa tập luyện. Là lúc trong lúc dạy tiếng Anh học trò nó tập cái từ vựng cái mình ra hết đất mấy cái rồi phải không? Đúng không? Tranh thủ đúng không? Dạ tranh thủ. Mà hay ấy, giỏi vậy ha, sức mạnh đôi tay, cơ bắp nè và có trí tuệ nữa, tri thức nữa, hay quá. Giỏi quá. Dạ cảm ơn. Biết hát không? Biết hát không? Dạ không phải chuyên môn em. Không phải chuyên môn không? Dạ. Diễn kịch được, diễn kịch được. Đây là biết cái sức mạnh đôi tay phải không? Dạ dạ. Có mạnh đôi tay thì nói chung là vợ con là yên tâm rồi, gánh vác được gia đình rồi, có đôi tay mạnh nè, gánh vác được gia đình. Tất cả các anh chị thân mến cũng như là quý đại biểu, các bạn khán giả thì Thế Vũ là từ nhỏ đã luyện rất là nhiều bộ môn karate, taekwondo và cũng như là bơi lội, rất là nhiều bộ môn thể thao và võ thuật khác. Tổng hợp những cái đó đến bây giờ là anh rất là nhiều cái tài năng. Đó, chuyên về thể thao, bên cạnh nó còn dạy yoga nữa anh. Bây giờ nè, bây giờ mồ hôi mới bắt đầu là tuôn ra nè. Giống như mình chơi tập tạ, mình tập xong mà mồ hôi bây giờ mới tuôn ra nè. Anh Tài luôn dặn các bạn là đừng có thử nha. Tại vì đã luyện tập từ nhỏ rồi mới có cái thể chất làm như vậy. Nhiều lúc các bạn chúng ta thử hết đất đi. Cái tay chúng ta có đôi khi mà tới khoảng tầm 40-50 cái chúng ta không quen á, khó chịu và khớp là mỏi tay. Mà nếu như mà chịu tải trọng cơ thể không nổi, có thể sụm tay là chuyện bình thường, chấn thương. Nên chúng ta nên tìm hiểu và có thể theo anh Thế Vũ để tìm hiểu cái bộ môn này nếu ai thích ha. Tập luyện thời gian, ha, biểu diễn đó. Rồi, bây giờ có vẻ như bên trong đang có một cái gì đó thì thầm. Khoan, từ từ, để anh vào trong kiểm tra. Ok. Em cứ ở đây, khi nào mà anh kêu, mọi thứ ổn định. Rồi, bây giờ xin cho một tràng pháo tay thiệt lớn cho khách mời Thế Vũ. Anh Thương có gì muốn nói hả? Khoan, bây giờ anh em mình chắc là rút hướng này đi. Dạ anh Phương muốn nói anh Tài. À anh Phương giao lưu với bên đây ạ. À. Rồi. Các bạn biết không thì bạn Thế Vũ này lúc mà Nguyễn Phương đăng cái tin lên chương trình Lý Tự Trọng Có Thanh Lành thì Vũ có nhắn tin vào cái fanpage thì có một cái admin có trả lời và gửi tin nhắn về cho Nguyễn Phương và bạn nói rằng là em cũng muốn mà giao lưu với các bạn sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Thì Nguyễn Phương cũng hỏi là em diễn cái gì. Đầu tiên Nguyễn Phương nghĩ rằng là em là sinh viên của trường, đúng không? Nhưng mà hồi thì em nói là em muốn giao lưu rồi với các bạn sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Mình thì mình suy nghĩ, em diễn cái gì mà có thể ghê gớm không? Gửi cho anh xem thử. Thì bạn mới gửi một cái clip mà bạn diễn về sức mạnh đôi tay. Và bạn này các bạn biết là bạn đã từng lọt vào bán kết của Asian Got Talent tại Malaysia. Wow. Một chương trình rất là hoành tráng đấy các bạn. Đại diện người Việt Nam mình đi đúng thi, rồi, đi thi bán kết Asian đó. Got Talent. Thì đây cũng là một trong những nhân tài rất là quý của Việt Nam mình. Hay đấy quá. Thì chương trình đó thì Nguyễn Phương đã từng đi thi rồi, cũng rất là nhiều cao thủ của rất là nhiều nước mà em đã lọt đến cái vòng bán kết. Cái hôm mà thi bán kết đó, anh Phương có gặp Thế Vũ không? Có, anh gặp trên internet. Vậy là anh gặp là anh cũng vô bán có, kết. Có gặp đúng không? Đó, mình coi cái ấn tượng ngay. Rồi, đây là một tài năng rất là quý hiếm cho nên là ok ngay. Và hôm nay cũng rất là cảm ơn em đã đến đây để mà giao lưu và trình diễn cùng với mọi người. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn. Và một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ siết Thế Vũ. Thế Vũ. Cảm ơn anh rất nhiều. Thầy giáo yoga, tiếng Anh, bơi lội, karate. Rồi em giới thiệu một lần rồi anh.
Rồi, đi vô, mời không, mình vô hướng này nè, tại vì hướng này người ta... Thì mời qua bên kia anh dắt đi, trời khổ quá. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đại biểu, ban giám khảo và cùng toàn thể tất cả các bạn học sinh trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, chúng ta sẽ đến với một tiết mục cực kỳ ma mị, có thể là một chút rùng rợn và kinh dị, mang âm hưởng của điện ảnh Hollywood. Bây giờ hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục ảo thuật của thí sinh Lý Hồ Trinh. You can't spell snotter without laughter.